Mình cảm thấy có một điều rất là tệ là mình đang lái xe hơi mỗi ngày như thế này, xong bây giờ mình phải đi xe buýt và mình phải đi xe đạp. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình đi học hơi sớm. Là chủ yếu mình muốn làm cái video clip này để chia sẻ với các bạn về một cái trải nghiệm của mình khi mà mình bắt đầu bước chân đến nước Đức và đi học. Thì cũng nhân tiện ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2, cái bằng lái xe của mình á, mà mình xin ở Việt Nam á, bằng lái quốc tế đó, nó hết hạn, cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc này luôn. Và bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đi học bằng xe buýt. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm để làm sao mà các bạn có thể parking miễn phí ở bãi đậu xe trong cái ở cái nơi mà các bạn đi học ấy. Thì tất nhiên là không phải bạn nào cũng có xe hơi để đi, thì thường là các bạn mới sang Đức đó, các bạn sẽ đi bằng xe buýt hoặc là xe đạp là chủ yếu. Đó, mình đấy là theo những gì mình thấy. Còn những bạn mà có điều kiện mà có thể có một chiếc ô tô từ gia đình của mình để có thể đi được ấy, thì các bạn đừng có lo ngại. 1 giờ tùy từng nơi mình có thể trả 50 sen 1 giờ hoặc là 1 euro 1 giờ, nhưng mà với cái bãi đậu xe này thì mình không phải trả đồng nào cả, và mình có thể parking trong vòng 3 tiếng hồ mà không phải trả phí. Đó, thì mình học bắt đầu từ 8 giờ 45 và mình kết thúc giờ học lúc 12 giờ, thì tổng cái giờ học của mình là coi như là 3 tiếng đồng hồ đi, thì mình sẽ trừ ra mất nửa tiếng hồ để mình có thể di chuyển từ đây vào đến trường. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái việc đó, là để parking cái bãi này thì các bạn được miễn phí bao nhiêu giờ, và các bạn nên 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 lưu ý điều gì để không bị viết phiếu phạt nhé. Ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem cái bãi đậu xe. Đó các bạn, mình sẽ show cho các bạn xem cái bãi đậu xe của trường học mình ha. Đó, đây là cái bãi đậu xe của trường học. Mình nghĩ rằng là tất cả ở những cái trường học mà Volkshochschule đó, những cái trường học mà dành cho người nhập cư ấy, thì nó sẽ có những cái bãi đậu xe như thế này. Cái này thì chắc mình phải check lại thôi, vì là những cái bãi đậu xe như này ấy, là của từ chính phủ á, người ta sẽ cho phép mình được đậu trong vòng 3 tiếng đồng hồ miễn phí. Và trong cái xe đó buộc mình phải để cái bảng chỉ giờ, tức là mình đậu từ lúc 9 giờ đi thì buộc lúc 9, 10, 11 thì buộc lúc 11 giờ mình phải lấy cái xe đó ra. Nếu mà mình không lấy cái xe đó ra đó thì police họ đến họ kiểm tra họ thấy thì họ sẽ ghi giấy phạt cho mình. Vì vậy nên là khi mà mình đi học đó mình phải đặt cái bảng chỉ giờ đó trong xe, sau đó thì hết 1 tiếng rưỡi học mình sẽ ra mình thay cái bảng chỉ giờ đó, thì mình sẽ có thể đậu đây được 3 tiếng đó. Thì mình muốn cho nó an toàn thì mình làm như vậy thôi, còn thực ra cái giờ học của mình chỉ có 3 tiếng một ngày thôi. Đó, đây là cái bãi đậu xe của mình, của trường mình đó các bạn, rất là tiện lợi cho những người đi học và không không phải mất phí cho cái việc trả trả phí đậu xe. Ok, bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn xem cái bảng chỉ giờ nhé. Cái nó gọi là cái park sign đó, park sign. Cái này nó thường là màu xanh và nó được để ở trong xe để thể hiện rằng cái việc mà mình đậu xe từ lúc mấy giờ đến mấy giờ đó. Thì đây các bạn, bạn có thể xem đây là cái bảng chỉ giờ này. Đây là cái bảng chỉ giờ nhé các bạn. Đó, có thấy không? Cái người này nè, người ta đậu xe từ lúc cái người này người ta đậu xe từ lúc 8 giờ này, thì có nghĩa là đó, người ta đậu xe từ lúc 8 giờ thì có nghĩa là người ta phải lấy xe ra lúc 11 10 10 11 giờ. Đó. Ok. Bây giờ thì mình sẽ ra để mình thay cái park sign của mình, không thì police họ sẽ ghi cái phiếu cho mình thì mình phải trả tiền bị phạt đấy các bạn. Đây, mình đã tới. Đây là em xe của mình, em xe đầu tiên trong cuộc đời mình. Đó. Đây, để
để sâu rõ với các bạn cái park sai nhé. Thì đây là người Đức người ta gọi là cái bắc park sai, và theo mình thì mình dịch ra tiếng Việt thì nó đơn giản có nghĩa là cái bảng chỉ giờ thôi ha. Đây là cái park sai để sử dụng trong cái park plat đó. Thì đây, ví dụ như là bây giờ mình được phép đậu ở đây là 3 tiếng, nhưng mà cái giờ học của mình là 3 tiếng thì mình sẽ chừa nửa tiếng đó để cái thời gian mình đi tới đi lui đó. Thì mình sợ người ta phát hiện ra là mình bị trễ 15-20 phút thì mình cũng không thích như vậy. Cho nên bây giờ mình sẽ dành cái giờ ra chơi của mình, nghỉ giải lao của mình để mình ra mình chỉnh cái giờ này. Mình bắt đầu học từ lúc 8 giờ rưỡi ha. Mình đến lúc 8 giờ rưỡi nhưng mình học từ lúc 8 giờ 45 thì mình sẽ chỉnh cái này lên bây giờ hiện tại là 10 giờ rưỡi ha. Thì mình sẽ chỉnh đến 10 giờ rưỡi. Thì từ 10 giờ rưỡi này cho đến 11 rưỡi, 12 rưỡi, 1 rưỡi thì mình được phép đậu ở đây 3 tiếng. Hôm nay mình cũng có việc để đi ra ngoài sau giờ học nên là mình đi bộ, mình sẽ không lấy xe. Thì mình sẽ chỉnh đến bây giờ là 10 rưỡi. Đó. Rồi mình sẽ để cái này tiếp tục ở đây. Thì xe của mình sẽ tiếp tục đậu từ 10 giờ 30 cho đến 1 giờ 30. Là 3 tiếng đồng hồ, như vậy là không có bị sợ bị ghi phiếu hay là phạm luật gì hết ha. Đó. Rồi. Mình... thôi video cũng dài rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn yêu thích cái kênh của mình, cũng giống như là muốn góp nhặt thêm một số cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm từ mình là người đi trước, thì các bạn có thể subscribe cái kênh của mình ở dưới, comment nếu các bạn có câu hỏi, và like cho mình nếu các bạn thấy video, like cho mình nếu các bạn thấy video này ý nghĩa nhé. Mình xin cảm ơn, là mình chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.